lỗi là mà phải máy bay rất trễ cho nên là em ra trễ. Thì xin được lời chào của các bác Sài Gòn. Thì bài chương trình của em cũng gọn thôi, có tổng cộng là năm phần. Một phần là giới thiệu e-commerce gì là gì, thứ hai là mô hình kinh doanh, thứ ba là phần của doanh thu của em đang có, thứ tư là phần của tại sao là tụi em lại có đóng góp vào xã hội, và cuối cùng là phần có gọi vốn. Dạ. Em nói giọng nam có nhanh quá không ạ? Ok. Dạ, mình có gọi được giãn trong vòng 7 phút ạ. Tụi em là được thành lập vào tháng 12 2018 về cung cấp các giải pháp về thương mại điện tử. Và tụi em có tổng cộng 4 văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Indonesia. Phần mà tụi em đang đó là tụi em cũng được quỹ đầu tư tên là Visa, là góp của hai quỹ là FPT Venture và Dragon Capital cùng mà cho vào tụi em. Và sau đó tụi em có thêm một quỹ nữa là Việt Valley Ventures. Thì như vậy là cũng hay khác. Tăng trưởng mỗi năm chúng em là 300%. Và tụi em launching vào cái phiên bản đầu tiên tụi em đó là 2018. Và đến tháng nay, năm nay là tụi em sẽ launching phiên bản chính thức vào tháng 12/2020 tại Hà Nội. Tụi em là đặt giải TechFest vào 2018 khai thác. Và sau đó thì tụi em có qua Mỹ để đi TechFest của US cùng với lại các chuyên môn Anh. Và sau đó nữa thì bên Travel Group có đầu tư cho tụi em. Và cuối cùng là tụi em cũng có bên quỹ Việt của bên Trap Capital cùng Joyce nói là khai khá về e-commerce gì. Mô hình kinh doanh của tụi em thì cũng đơn giản thôi, là đây là một cái mô hình hành trình của một cái thương hiệu hỏi này. Đầu tiên khi mà họ muốn bán hàng trên online thì việc họ sẽ làm gì? Họ thường là sẽ bán trên Facebook và Zalo. Sau đó họ thấy ok, bán tốt. Bây giờ sẽ làm gì? Sẽ mở những sàn như là Shopee, Lazada hoặc là Amazon hoặc là Alibaba. Và như vậy thì lúc này tụi em mới bắt đầu ùa vào. Tụi em là gian chính hãng cho họ. Có nghĩa là y như mọi người muốn đi xin visa đi Mỹ thì là cái này tụi em cũng là xin visa để lên được tất cả các nhà hàng chính hãng ở trên Shopee, Lazada, Amazon. Đó là công việc chính của e-commerce. Tiếp theo nữa, tụi em giúp cho họ tăng sale, bán hàng. Và cuối cùng là họ xây được một cái hệ thống chăm sóc khách hàng app riêng của họ. Đó là hết mô hình của cái mẹ. Và bởi vì mô hình này cho nên tụi em chạy có sức định fee và commission fee. Tụi em có sức định fee, tụi em có management fee và tụi em có commission. Buy selling fee là có thiết lập gian hàng, quản lý gian hàng và bán hàng. Thì như vậy cái thu chính của tụi em là sẽ nằm ở bên phần hoa hồng bán hàng. Phần dịch vụ tụi em có những cái phí đấy. Và đối với mô hình này thì tụi em cũng được khai thác các thương hiệu toàn bộ nhà Uniben là mọi người ở đây có ăn miếng ba miền, mười ba miền thôi. Là trên online tụi em có hết toàn bộ. Phần có toàn bộ LG và Invest Roger là một cái brand mà mọi người sẽ thấy ở ngay đường Hàng Bài hoặc là trong Vincom. Thì là cũng là do e-commerce cung cấp giải pháp tất cả những hệ thống nối những cái giao vận. Và cuối cùng là hệ thống S là đều interact với hệ thống của bên nhà e-commerce. Doanh thu của tụi em thì cũng khá khá là 2019 thì là tụi em khoảng 3 tỷ 4 phần doanh thu, còn GMV mà tụi em đưa lại cho brand là khoảng 3 tỷ. Phần của 2020 thì mà ở đây không biết là có ai bị ảnh hưởng Covid không, nhưng mà chúng em thì không. Chúng em được tăng doanh thu bởi vì Covid, bởi vì các brand họ thấy là quan trọng hơn ngoài bán ở trên hệ thống shop. Và đây là phần tăng trưởng của chúng em đối với đóng góp của xã hội, là để giúp cho các doanh nghiệp họ mở open hơn với lại ngành thương mại điện tử và thấy rằng nên bán những gian hàng chính hãng, nên làm những cái gì đó nó chuyên nghiệp đối với hệ thống của các sàn thương mại điện tử. Thứ hai nữa, tụi em cũng tạo được sản phẩm uy tín để mà giúp cho các doanh nghiệp họ bán được hàng và những người tiêu dùng cuối cũng được đi mua hàng chính hãng và cũng tạo được công việc làm khác. Và cuối cùng là có được hành vi mua sắm online và mọi người không chỉ mua hàng Ta Kè hay là mua hàng mà ở cái kho Gia Lai gì mà vừa rồi bị bắt 10.000 mét vuông thì những hàng đấy em nghĩ là ở giai đoạn nào đó họ sẽ người tiêu dùng sẽ chấp nhận mua, mà dần dần họ thấy rằng rõ ràng đó là hàng giả, hàng nhái, hàng mà chỉ cần mang cái xíu thôi là đi từ sân bay mà ra tới đại quốc nha, với quốc dân là nó hư rồi, thì như vậy chắc là sẽ không mua được. Phần tại sao mà em lại tham gia chương trình này, tại sao vừa có doanh thu vừa có buổi đầu tư rồi vừa tham gia tất cả mọi thứ sao tự nhiên còn đứng đây với một vai trò rất là sinh viên như thế này, thì em chia sẻ thực sự là em ra Hà Nội để mở thị trường ở đây và việc đầu tiên em phải làm đó là em tham gia Vinasa.
thì đơn giản là nếu không thì sẽ không được các bác các chú giúp đỡ. Cái đó là điểm em. Dạ, cái thứ hai nữa là tại vì tụi em cũng quyết tâm như thế này á, cho nên là em cũng mong là được góp ý thêm của các bác các chú thêm. Thì ngoài đây là mọi người sẽ muốn cái gì thêm thì thực tình là em không có làm về thị trường vay thiệt, cho nên em sẽ góp ý. Đó là hết rồi, bây giờ sao em tham gia hôm nay?